công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 6. Đội tuyển Việt Nam nhảy vọt không tưởng, không kém phần ông lớn nào. Đội tuyển Việt Nam đang thăng tiến không ngừng nghỉ. Bảng xếp hạng FIFA tháng 6 được cập nhật trong ngày hôm nay 14 tháng 6, hứa hẹn còn đưa thầy trò Park Hang-seo lên những vị trí đáng khen ngợi. Đội tuyển Việt Nam chơi tốt ở King Cup 2019, đây không phải là giải đấu giao hữu thông thường mà nó được tính điểm và ảnh hưởng đến thứ hạng trong hệ thống bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Vào tháng 5 2019 này, những ngôi sao vàng của huấn luyện viên Park Hang-seo xếp thứ 98 thế giới, mà sau King Cup 2019, đội bóng áo đỏ tiếp tục thăng hạng. Theo trang chuyên tính điểm Footy Ranking do đội bóng xếp trên Việt Nam là Jordan cũng không có kết quả tốt ở lượt trận FIFA tháng 6, nên đội bóng Tây Á phải nhường vị trí cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt, sau khi loạt trận giao hữu quốc tế vòng loại Euro 2020 khép lại, thứ hạng các đội bóng tiếp tục xáo trộn và tuyển Việt Nam được hưởng lợi. Đội bóng châu Âu Estonia hiện có 1.240 điểm và xếp hạng 96, liên tục bị thua 1-2 trước Bắc Ireland, vòng loại Euro 2020 bị trừ 7,1 điểm. Và thua thảm 0-8 trước đội tuyển Đức bị trừ 5,5 điểm, khiến Estonia chỉ có 1.227 điểm, tức rơi xuống vị trí 97, còn đội tuyển Việt Nam giành vị trí 96. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 1.232,17 điểm để xếp hạng 96 thế giới. Như vậy là đội tuyển Việt Nam sẽ đứng ở vị trí 15 trong top các đội mạnh nhất châu Á. Trên bình diện châu lục phía trên những ngôi sao vàng còn rất nhiều đội bóng mạnh khác, thậm chí có khoảng cách rất xa. Iran sẽ tiếp tục là đội bóng mạnh nhất châu Á với vị trí thứ 21 thế giới. Theo sau là Nhật Bản, đội bóng đã lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 với vị trí 26. Đội tuyển Hàn Quốc của ngôi sao lừng danh Son Heung-min hiện đang xếp thứ 37 thế giới. Các đội bóng mạnh khác ở châu Á như Australia, Qatar, nhà vô địch Asian Cup 2019, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman cũng đang xếp trên binh đoàn áo đỏ với một khoảng cách không dễ gì san lấp nhanh chóng được. Ví dụ theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4, tuyển Việt Nam có 1.227 điểm, kém Oman tới 50 điểm, kém Trung Quốc 100 điểm. Trong khi qua hai trận đấu với kết quả khá tốt vừa qua tại King's Cup, chúng ta chỉ được cộng thêm 5 điểm. Theo chiều ngược lại, cũng có rất nhiều đội bóng mạnh khác ở châu Á xếp dưới đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Gần nhất là Jordan 98, Palestine 99, Ấn Độ 101, Bahrain 111, đặc biệt là đội tuyển Thái Lan 114, chủ nhà King Cup 2019 và cũng là đối thủ vừa bị đánh bại mới đây. Thái Lan thua Việt Nam tới 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên xếp 121, Philippines 124, Yemen 146, Kuwait 156, Indonesia 159, Singapore 160 hay Malaysia 168 cũng đang cách đội tuyển Việt Nam rất xa. Với vị trí mới thì đội tuyển Việt Nam cũng xếp trên nhiều đội bóng châu Âu có tiếng khác. Sau khi vượt qua Estonia trong tháng 6 năm 2019, những ngôi sao vàng cũng có thứ hạng tốt hơn so với Armenia của ngôi sao Henrik Mkhitaryan 106, Azerbaijan 108, nơi vừa tổ chức trận chung kết Europa League 2019. Kosovo của thủ thành Azizanet Muric hiện đang khoác áo Man City, ngoài ra còn là Lithuania, Latvia và Andorra. Các bạn thân mến, sau khi biết đội tuyển Việt Nam xếp 96 thế giới, người Thái đã nói Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng loại World Cup. Theo phóng viên của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo sáng cửa vượt qua vòng loại World Cup 2022 sau khi có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 và được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng tiến xa, thì đội tuyển Thái Lan nằm ở nhóm 3 và không được niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng. Chia sẻ với bóng đá Việt Nam, ông Thirapacha Runhasevi, chủ biên của tờ Fox Sports Asia phiên bản Thái, dự đoán đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại với tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi nghĩ Việt Nam có lợi thế vô cùng lớn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 lần này. Sẽ hơi sớm nếu nói tuyển Việt Nam có cơ hội dự World Cup, nhưng ít nhất các bạn hoàn toàn có thể vượt qua vòng loại thứ hai. Thậm chí phóng viên người Thái dự đoán tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan nếu hai đội cùng bảng và gặp nhau vòng loại World Cup 2022. Nếu kết quả bốc thăm đưa Thái Lan gặp Việt Nam, tôi nghĩ các bạn có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam là tập thể mạnh, luôn có sự khát khao, chiến đấu, nhất là khi thi đấu với đội tuyển Thái Lan. Sự quyết tâm càng cao lên, cộng với việc các bạn có một huấn luyện viên giỏi nữa. Nhà báo người Thái Lan chia sẻ như vậy. Trong một diễn biến có liên quan khác, huấn luyện viên Thái Lan Sirisak đã chính thức chia tay đội tuyển Thái Lan sau những thành tích không tốt của đội bóng xứ Chùa Vàng mới đây. Phát biểu với truyền thông thì ông Sirisak nói rằng,
Thật ra tôi quyết định từ khi ở Buriram rằng nếu kết quả không được như ý muốn tôi phải ra đi. Tôi sẽ không còn là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữa, nhưng đội bóng vẫn sẽ tiến lên. Lúc này tôi đang nghĩ về chương trình đào tạo ở Nhật Bản. Tôi tự hào vì được phục vụ đất nước nhưng cũng thất vọng như người dân Thái Lan khi không thể giữ chiếc cúp King Cup ở lại. Tôi chúc đội tuyển đạt thành công hơn trong tương lai. Ước mơ World Cup và những bài toán của bóng đá Việt Nam. Trong bóng đá, niềm vui của người này thường là nỗi buồn của kẻ khác. Tuần qua, trong khi bóng đá Việt Nam hoan hỉ về chiến thắng của thầy trò ông Park, thì Thái Lan liên tiếp nếm trải những thất bại ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam từng có thời điểm tưởng như là rơi xuống đáy giống như người Thái bây giờ, nhưng cuối cùng thì đã vượt qua và giờ là nhen nhúm cho ước vọng World Cup. Bài học từ người Thái. Quả thực nếu nhìn vào những gì mà thầy trò ông Park thể hiện, người ta có quyền tin và mơ rằng đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm nên nhiều điều bất ngờ. Thế nhưng nhìn vào hành trình của bóng đá Thái Lan thì có thể thấy rằng là để thầy trò ông Park tiến xa ra đấu trường thế giới, đó là việc làm không dễ. Kể từ năm 1996 đến năm 2016, bóng đá Thái Lan đoạt 5 ngôi vô địch, 3 ngôi Á quân, trở thành ông kẻ của bóng đá khu vực. Trong lịch sử thì người Thái cũng từng 4 lần đứng hạng 4 tại sân chơi lớn nhất châu lục, Asian Games. Kể từ nền tảng đó thì Thái Lan mơ đến World Cup và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giấc mơ World Cup của mình. Từ hệ thống cơ sở vật chất, mô hình đào tạo trẻ luôn là ước mơ của các chuyên gia. Huấn luyện viên Việt Nam trong các chuyến thăm, học hỏi kinh nghiệm để các giải đấu chuyên nghiệp được đánh giá là hấp dẫn hàng đầu khu vực. Nhưng khi vươn ra đấu trường thế giới thì với người Thái giấc mơ đó chỉ là giấc mơ. Cho tới giờ họ vẫn chưa thể vượt qua vòng loại khu vực châu Á để có mặt tại World Cup. Năm 2016 thì đội bóng xứ chùa vàng đã tiến rất sát tới mục tiêu đó. Họ vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Nhưng tại đây giấc mơ người Thái mau chóng tan vỡ trước các ông lớn hùng mạnh như là Nhật Bản, Iraq, Saudi Arabia. Thống kê sau cả 10 trận lượt đi và về, đoàn quân của Kyatisak xếp bết bảng, không thắng nổi trận nào, thua 8 hòa 2 để lọt lưới tới 24 lần. Đó là nỗi đau quá lớn với nền bóng đá Thái Lan và họ nhận ra rằng dù có là ông vua khu vực thì khi ra thế giới, họ vẫn là một khoảng cách quá xa. Và câu chuyện về sự chênh lệch đẳng cấp sẽ là nỗi ám ảnh không chỉ của bóng đá Thái Lan mà còn cả bóng đá khu vực Đông Nam Á. Những dẫn chứng trên cho thấy rằng dù rằng những gì thầy trò ông Park đã làm được là kỳ tích của bóng đá Việt Nam thì câu chuyện ra sân chơi thế giới sẽ khác. Đó là bài toán đau đầu nhất VFF và ông Park phải hóa giải trước khi dẫn quân tham dự đấu trường lớn này. World Cup 2022 là giấc mơ xa. Chính vì vậy, dù yêu quý đến mấy nhưng cũng không nên quá kỳ vọng vào thầy trò ông Park. Nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, bình luận viên Quang Huy cho rằng dự World Cup 2022 đó là giấc mơ xa, sau lọt vào vòng loại cuối cùng và chờ đợi bất ngờ là điều khả thi với tuyển Việt Nam hiện tại. Bình luận viên này cũng cho rằng thành công ở King Cup giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. 8 đội ở nhóm hạt giống số 1 năng lực hơn chúng ta. Song việc tránh được những đội đồng hạng như là Uzbekistan, Iraq, tuyển Việt Nam có thể đứng thứ 2 ở bảng đấu của mình. Các đội nhóm 3 như là Palestine, Philippines hay Thái Lan thì đuối hơn. Nhóm 4, nhóm 5 cũng như vậy. Cơ hội để Việt Nam xếp ít nhất thứ 2 trong bảng là rất cao. Điều thú vị ở đây là niềm tin được tạo dựng không chỉ bởi màn thể hiện thuyết phục mà còn bởi tuyển Việt Nam có vị trí thuận lợi từ chính công sức lao động của cầu thủ cùng ban huấn luyện. Trước khi thầy Park đến thì tuyển Việt Nam nằm ngoài top 100, tích lũy điểm số qua từng giải. Các cầu thủ đang tận hưởng công sức do mình tạo dựng. Họ rất xứng đáng, bình luận viên Quang Huy nói. Những nhận định của bình luận viên Quang Huy là có cơ sở. Tuy nhiên để đạt được điều này, ông Park còn có quá nhiều việc phải làm. Và những bài toán khó phải giải. Trước hết là việc ông Park phải phân bổ lực lượng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ ở cả hai mặt trận quan trọng, thi đấu cận kề là vòng loại World Cup và SEA Games 30. Chẳng hạn trong đợt tập trung vừa qua, đội quân của ông Park đã phải tính toán kỹ lưỡng để ai lên đường cùng đội tuyển quốc gia dự King Cup, ai ở nhà cùng trợ lý Kim Han-jun trong màu áo của tuyển U23 quốc gia. Trong đợt tập trung này thì ông Park đã đưa 5 tuyển thủ quốc gia xuống U23 Việt Nam. Trong số ấy có cả những nhà vô địch Đông Nam Á hoặc dự Asian Cup như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tiến Linh. Đội tuyển Việt Nam có 6 trận đấu quan trọng trong năm 2019 ở vòng loại World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10 tháng 9, 10 và 15 tháng 10, 14 và 19 tháng 11. Vậy thì từ tháng 9 đến tháng 11, đội tuyển quốc gia tập trung ngắn hạn để đá các trận vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 6 cho tới SEA Games khởi tranh cuối tháng 11 đều đặn mỗi tháng U22 Việt Nam hội quân một lần, thời gian từ 7 đến 10 ngày. Từ đầu tháng 10, đội tập trung dài ngày có khoảng 5 tuần chuẩn bị theo yêu cầu của huấn luyện viên Park trước khi sang Philippines để đá SEA Games 30 vào cuối tháng 11. Giải quyết bài toán nhân sự cho hai đợt tập trung gần nhau đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng của ông Park. Nhìn lại các trận đấu tại King Cup vừa qua cho thấy tuyển Việt Nam chưa ổn về hàng công
khi các chân sút thường bỏ qua khá nhiều cơ hội. Sau khi mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Hàn Quốc, Công Phượng thử việc ở Pháp và khả năng Phượng thành công hay không sẽ là dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó thì là sự mệt mỏi của Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu khi cùng các đội tuyển rồi câu lạc bộ chinh chiến khắp các đấu trường trong nước rồi quốc tế. Thế nên chúng ta có quyền mơ World Cup từ những thành công thời gian qua của bóng đá Việt Nam, nhưng chớ nên bay bổng quá, bởi có bột mới gột được lên hồ. Sau 16 tháng thì thầy Park được tôn vinh là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Vâng, chỉ hơn 16 tháng làm việc, huấn luyện viên Park Hang-seo được tôn vinh là huyền thoại bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo được truyền thông Hàn Quốc tôn vinh là huyền thoại bóng đá Việt Nam trong cuốn sách có tựa đề là Phù thủy Park Hang-seo, huyền thoại bóng đá Việt Nam. Cuốn sách này có 5 phần nói về sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện viên của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tác giả cuốn sách dành một phần trang trọng và rất quan trọng để nói về sự nghiệp cầm quân của ông Park ở Việt Nam. Cuốn sách được in 14.000 bản, bán rộng rãi Hàn Quốc và được người dân xứ Kim Chi đón chào nồng nhiệt. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo được tôn vinh là huyền thoại bóng đá Việt Nam đó là điều không quá bất ngờ. Chỉ sau hơn 16 tháng ký hợp đồng với VFF, vị huấn luyện viên 60 tuổi đưa bóng đá Việt Nam sang một trang mới rất huy hoàng. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam trở thành vua tuyệt đối của bóng đá Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018. Rồng vàng còn gây tiếng vang ở châu Á khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, giành ngôi Á quân King Cup 2019, ở giải đấu họ đánh bại đại kình địch Thái Lan. Không chỉ ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park Hang-seo giúp đội U23 Việt Nam gặt hái thành công vang dội đó là giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào tứ kết ASEAN 2018, lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trước huấn luyện viên Park Hang-seo có một nhân vật bóng đá Việt Nam được tôn vinh đó là huyền thoại Lê Công Vinh. Liên đoàn bóng đá châu Á dùng cụm từ huyền thoại để tôn vinh Công Vinh, người có công đóng góp lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Top 11 cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trong 3 năm qua, kể từ thất bại tủi nhục ở AFF Cup 2016, bóng đá Việt Nam chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng và đã có nhiều cầu thủ khẳng định được tài năng trong giai đoạn ấy. Trong 3 năm qua, bóng đá Việt Nam từ những khoảnh khắc tột cùng của thất vọng bỗng vụt sáng trở thành anh cả của Đông Nam Á, con rồng mới của bóng đá châu Á. Song hành trên con đường không dài nhưng cũng không ngắn ấy, nhiều cầu thủ đã chứng minh được giá trị và trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm lại 10 cái tên được coi là xuất sắc dưới đây. 1. Thủ thành Đặng Văn Lâm. Kể từ thời Dương Hồng Sơn, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ tìm được người thay thế xứng đáng. Thậm chí ở AFF Cup 2016, Văn Lâm còn dự bị cho Nguyên Mạnh và chưa tạo ra sự yên tâm trong khung gỗ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, từ một anh chàng Việt Kiều về nước trong bỡ ngỡ, Văn Lâm chuyển mình trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển, liên tiếp thành công ở AFF Cup và ASEAN Cup. Phần thưởng cho những nỗ lực đó là bản hợp đồng kỷ lục cho một thủ môn của gã nhà giàu Thái Lích, Muathong United. Với Đặng Văn Lâm, trong khung gỗ, người hâm mộ Việt Nam luôn cảm thấy sự an tâm, sự chắc chắn và có cái gì đó rất Tây. Cái phong cách của cầu thủ chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới. Với chiều cao là 1m88, nặng 85kg, Văn Lâm không dễ gì bị bắt nạt trong khung gỗ. Điều này, người hâm mộ thấy rõ nhất khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với các cầu thủ Tây Á. 2. Trần Đình Trọng. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo đến từ hàng thủ được xây dựng chặt chẽ và hàng thủ chặt chẽ ấy phải có những con người phù hợp. Những cái tên như là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải hay Tiến Dũng luôn mang lại sự vững chắc với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Nhưng Đình Trọng lại là nét riêng biệt, trẻ nhất trong hàng thủ Việt Nam nhưng tầm quan trọng là không thể thay thế. Đình Trọng biết cách đọc tình huống để bản thân không phải lao vào những pha tranh chấp tốn sức và dẫn đến nguy cơ chấn thương nguy hiểm. Đình Trọng có khả năng đọc các tình huống chuẩn xác, chơi bóng, cản bóng bằng phán đoán thông minh và nhanh nhạy. Chính vì thế, bất kỳ một tiền đạo nào đối đầu với anh cũng thật sự là một trở ngại lớn. Ở câu lạc bộ Hà Nội, Đình Trọng được mệnh danh là chuyên gia săn Tây. Những tiền đạo ngoại cao to, tốc độ và cả kỹ thuật, nhưng khi đối đầu với anh thì cũng phải lắc đầu ngao ngán. Đình Trọng góp phần không nhỏ vào những thành tích vang dội của đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua. 3. Vũ Văn Thanh. Tài năng không sớm nở như các bạn Hoàng Anh Gia Lai khóa 1, nhưng đà phát triển của Văn Thanh là chắc chắn và ổn định hơn nhiều. Năm 20 tuổi, Văn Thanh đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup 2016, cầu thủ này đã sở hữu nền tảng thể lực thuộc top đầu Việt Nam. Nhưng thể lực không phải là điểm đáng chú ý nhất. Văn Thanh cực kỳ khéo léo, có nhãn quan thông minh dù là một cầu thủ đá cánh. Nhiều câu lạc bộ châu Âu quan tâm đến anh, nhưng rất tiếc vì một số lý do mà cầu thủ này đã từ chối.
có Văn Thanh hành lang cánh phải như một bức tường thép khiến bất kỳ đối thủ nào đối đầu với Việt Nam đều không lựa chọn cách đó để khai thác, đơn giản vì cánh đó có Văn Thanh. Dù sở hữu thể lực sung mãn và tốc độ tốt, khả năng tranh chấp trên không một đối một thì Văn Thanh luôn là người chiến thắng. Nên Văn Thanh đóng góp không nhỏ vào thành công của đội tuyển Việt Nam và anh xứng đáng trở thành một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong 3 năm vừa qua. 4. Đoàn Văn Hậu, một hậu vệ cánh nữa trong danh sách này, 20 tuổi tham dự World Cup trẻ, 21 tuổi là Á quân U23 châu Á, nhà vô địch AFF Cup, top 8 đội mạnh nhất ASEAN Cup, thành tích mà bất cứ cầu thủ nào cũng ao ước. Thậm chí ở tuổi đôi mươi, Văn Hậu đã sở hữu thể hình cao lớn như một cầu thủ châu Âu với cái chân trái cực dị. Sự nghiệp của Văn Hậu sẽ còn phát triển hơn nữa khi anh được làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo, người mắt tay trong việc phát huy năng lực của các cầu thủ. Đoàn Văn Hậu là cái tên đá hay nhất và ổn định nhất trong suốt 2 năm qua với những thành tích vẻ vang của đội tuyển. Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng lối đá cực chắc chắn, có thể leo biên, đột phá và có những đường truyền nguy hiểm vào phía trong vòng cấm. Khi phải phòng thủ, Văn Hậu có tốc độ và sự đeo bám và cả những cú xoạc bóng chính xác, cướp bóng ngay trên chân của đối thủ. Văn Hậu là một cái tên không thể thiếu trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam trong 3 năm qua. 5. Nguyễn Quang Hải, một người bạn đồng trang lứa với Văn Hậu cũng giành tất cả những danh hiệu mà Văn Hậu đang có, nhưng vai trò của Quang Hải còn lớn hơn cả. Không được tin tưởng dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, nhưng khi ông Park đến làm việc, Quang Hải như cá gặp nước. Anh tỏa sáng rực rỡ và chơi gần như không nghỉ ngơi một phút nào. Hiện đang có rất nhiều câu lạc bộ nước ngoài để ý đến anh, nhưng Quang Hải vẫn tính toán để có sự lựa chọn hợp lý nhất. Với những cứa lòng thân sâu từ ngoài vòng cấm hay những pha đá phạt cực khó vào góc chữ A theo phong cách của Messi thì bất kỳ một khán giả khó tính nhất cũng phải ngả mũ thán phục Quang Hải. Khả năng ban bật một chạm, thoát pressing tốt cũng như khả năng đi bóng đột phá tạo ra những đường truyền như dọn gỗ cho đồng đội. Quang Hải là vị trí không thể thiếu và chơi tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Và từ đó, Quang Hải xứng đáng là một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong 3 năm qua của đội tuyển Việt Nam. 6. Nguyễn Trọng Hoàng, trong suốt thời gian Văn Thanh chấn thương, người ta nghĩ rằng cánh phải sẽ là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng ông Park Hang-seo đã hồi sinh Trọng Hoàng. Ở tuổi 30 mà Trọng Hoàng vẫn sung sức, chạy không biết mệt mỏi, lên công, về thủ, đánh chặn từ xa. Giây phút nào còn thấy anh ấy trên sân là còn thấy anh cháy hết mình. Người hâm mộ vẫn gọi anh là người không phổi. Trọng Hoàng đóng góp không nhỏ vào thành tích vô địch AFF Cup vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Nên Trọng Hoàng cũng là một cái tên có trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua. 7. Đỗ Hùng Dũng, dù là trụ cột của Hà Nội nhiều năm qua, nhưng vai trò của Hùng Dũng chưa bao giờ được đánh giá đúng mức. Chỉ đến khi anh làm việc cùng ông Park, người ta mới biết nhiều hơn đến tiền vệ mang áo số 88 này. Hùng Dũng như Ander Herrera của Việt Nam, cầu thủ chạy miệt mài và làm mọi nhiệm vụ để hỗ trợ đồng đội. Dù việc góp mặt thường xuyên trong đội hình đội tuyển Việt Nam là để chứng minh năng lực của Hùng Dũng. Khả năng đánh chặn phòng ngự từ xa cũng như giữ nhịp được trận đấu. Chính vì thế nên Hùng Dũng được thầy Park tung anh vào sân trong những trận quan trọng của đội tuyển Việt Nam. 8. Phạm Đức Huy, Đức Huy là tiền vệ thép trung tâm của đội tuyển Việt Nam. Những thành công lớn của đội tuyển Việt Nam anh đều góp phần không nhỏ. Với lối đá rắn, Đức Huy luôn là chốt chặn quan trọng trong đội hình và làm giảm áp lực cho hàng hậu vệ. Ở mặt trận tấn công, anh không có khả năng phát động hay có những đường truyền phản khoa học như Quang Hải, nhưng anh luôn là cầu nối giúp đội nhà triển khai tấn công. Đặc biệt, anh luôn xuất hiện đúng vị trí tuyến 2 để tung ra những cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm trong những thời điểm quan trọng như trận Việt Nam gặp Malaysia tại chung kết AFF Cup 2018. Hay vừa rồi, đó là bàn thắng tại King Cup trong trận đấu gặp Curaçao giúp đội tuyển chúng ta hòa và phải phân thắng thua trên loạt đá luân lưu. Chừng đó có thể thấy rằng Đức Huy cống hiến không nhỏ vào sự thành công của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, anh không có lý do gì lại không xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ hay nhất Việt Nam trong 3 năm qua. 9. Nguyễn Công Phượng, tiền đạo được yêu quý nhất Việt Nam, cầu thủ mà mọi diễn biến trên sân lẫn ngoài sân cỏ đều được các cổ động viên, giới truyền thông theo sát. 3 năm qua, chắc không còn ai ra nước ngoài nhiều hơn Công Phượng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công Phượng luôn thử thách bản thân. Sự có mặt của anh trên sân cũng luôn tạo ra đột biến cao với khả năng đi bóng lắt nhắt rất khó chịu. Đặc biệt là khả năng dứt điểm vòng cấm của Công Phượng cực kỳ hiệu quả. Anh liên tục nổ súng khiến nhiều đối thủ mạnh như Iran cũng phải lắc đầu ngao ngán. Trong tay thầy Park,
Công Phượng còn nguy hiểm hơn gấp bội, khiến cho bất kỳ đối thủ nào khi đối đầu cũng dễ phải ôm hận. 10. Nguyễn Anh Đức, trường hợp hiếm hoi được coi như bông hoa nở muộn của bóng đá nước nhà. Càng về cuối sự nghiệp, Anh Đức chơi càng hay. Trước đây, người ta gọi anh là chân gỗ, thì ngày nay nó đã là gỗ quý, bảo vật của ông Park. Không phải ngẫu nhiên mà dù từng lời nói từ giã đội tuyển sau AFF Cup, nhưng anh vẫn nhận lời quay trở lại ở King Cup khi ông Park đang rất đau đầu tìm giải pháp trên hàng công. Chính pha đánh đầu khiến Kawin mắc sai lầm của Anh Đức giúp đội tuyển Việt Nam nhấn chìm người Thái ngay tại đất bạn. Anh Đức quả đúng với câu nói, gừng càng già càng cay. 11. Phan Văn Đức, cầu thủ gầy gò, mỏng cơm nhưng bên trong lại có sức dẻo dai ghê gớm cùng cách chơi bóng vô cùng hiện đại. Anh là một sự phát hiện của Julian Zede, dù chỉ lên tuyển theo suất giới thiệu nhưng Văn Đức đã đáp lại niềm tin từ vị chuyên gia người Đức. Anh đánh bật Công Phượng để chiếm vị trí bên hành lang cánh trái của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Với thành công đạt được, Văn Đức sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai không xa.